cho các trẻ em nghèo ở vùng này. Thì anh Vivek chia sẻ là trường rất là hạnh phúc. Bởi vì sau mùa Covid kéo dài một thời gian và đây là lần đầu tiên được đón tiếp đồng về và rất là hạnh phúc, rất là vinh dự. Một lần nữa xin trân trọng sư cô cùng toàn thể đại chúng và xin một tràng pháo hoa để tỏ lòng cảm ơn anh Vivek Trường và các em học sinh, các thầy cô giáo ạ. Hello everyone, I am Abhishek from 5th standard here on the mic at the moment to greet our esteemed guest through a set of lines. Guest is God. We Indian believe that guest is equivalent to God. Namabuddha. Good morning everyone. I extend a warm welcome to one and all at our post Siddharth Campuson. We would like to extend a special welcome to our guest of honor. The presence of such personality in our school is truly a blessing. We are very thankful to them. Facility, computer training, and all sorts of education provided by the Whitehurst. It works as a prolific booster for downtrodden community. Along with this during COVID-19 pandemic, people were made aware of taking the vaccine under the campaign run by the team of the Whitehurst. And also, during the most critical time, that is end, second wave of COVID-19, just was on a continuation for distributing face masks and sanitizer. And also, about 100 oxygen cylinders were given to the suffering bed by remarkable support from international Vietnamese Buddhist community. Villagers were forced to take numerous deep to fetch water for their daily use, but now install hand pumps for which 70,000 families were benefited. Test also act as an awareness indicator from time to time through plantation, and also run a campaign for prohibition of child marriage, plastic ban, liquor ban, and also raise voice against the system as check. लो इधर से फोटो लो ना जी, इधर से सामने से फोटो लो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Quý thầy cùng sư cô cùng giống như tất cả đoàn đã đến đây trong cái chuyến hành hương về Đức Phật và chương trình Con Đường Vui, và đã có mặt ở đây qua sự giới thiệu của sư cô Bạch Nghiêm đem cái tình thương đến với các cháu. And with the group, I'm to visit the school. And also, this is a group to visit the Buddha place. Và theo tinh thần của Bụt Scamoni, đó là luôn luôn thể hiện cái tình thương, đó là không phân biệt. According to the Buddha teachings, non-discrimination. Và luôn luôn hướng đến những người khó khăn trong cuộc sống. And I want to look to the poor people, look into the compassion. Và cái món quà hôm nay đó là thể hiện cái tình thương của tất cả, không riêng mà cả những người Phật tử giáo thân ở trong đoàn. And all the gifts today we give to the children, not from the brother and sister, and all from the group. Đồng thời khi đoàn đến đây thì chính bản thân của thầy cũng kêu gọi rất là nhiều người Phật tử ở Việt Nam cũng rất là thương của các cháu ở đây, cho nên đồng góp nhau để đem tới đây những cái món quà. And some of them are not able to come today. Con mời các thành viên
có thể đứng chạy, các bạn trẻ cũng được, mình cùng đứng chạy. Nếu các cô mà mệt thì để các cô nghỉ.